Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp quý vị trong chương trình 100 đội Fashion phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, tiếp nối câu chuyện về chiếc áo khoác của tuần trước, tuần này mời quý vị đến với những chiếc áo khoác bông và show diễn những thiên thần nước Ý trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Ý, cùng các thông tin thú vị khác về thời trang vừa diễn ra trong tuần. Nằm trong triển lãm sắp đặt nghệ thuật với chủ đề Những người đẹp Nga và tâm hồn dân tộc, triển lãm trưng bày các bộ trang phục dân gian Nga khác nhau đã tồn tại từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đặc điểm chung của trang phục nữ là nhiều lớp. Bên ngoài chiếc áo sơ mi, tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung, người ta mặc áo sarafan. Ở miền Nam Nga, trang phục có dây thắt lưng từ vải len, caro làm tại nhà. Yếu tố bắt buộc của trang phục là một chiếc thắt lưng và thường là chiếc tạp dề và áo ngực. Sự phong phú các chi tiết quần áo làm cho thân hình thêm lộng lẫy và cân đối, đáp ứng những quan niệm dân gian về vẻ đẹp và sự hoàn hảo của hình ảnh người phụ nữ. Ở nước Nga cũng như người Việt Nam, mỗi dân tộc khác nhau lại có các loại hình trang phục khác nhau, và đặc tính nổi bật nhất của trang phục Nga hay Việt Nam là sự tiện dụng mà vẫn rất đẹp. Tôi nghĩ rằng cùng với quá trình phát triển, mỗi dân tộc đều cải biến trang phục của mình để phù hợp hơn với đời sống, vừa tinh tế, đa dạng, lại vừa mang tính thẩm mỹ cao. Các tác phẩm trưng bày gồm bộ sưu tập Sabelsky, nguồn độc đáo về giá trị nghệ thuật và khoa học trong nghiên cứu lịch sử trang phục Nga, những hình ảnh phụ nữ trong các bức ảnh phản ánh rõ nét một sức mạnh không phai mờ của sự hài hòa, đặc trưng cho trang phục truyền thống Nga. Triển lãm diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2013. Bảo tàng dân tộc học Nga ở Saint Petersburg hiện lưu giữ hơn nửa triệu hiện vật, phản ánh văn hóa của 158 dân tộc ở nước Nga. Hôm nay chúng tôi đưa đến triển lãm là các tác phẩm, một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập đó. Những bức ảnh được trưng bày ở đây đã có niên đại hơn 100 năm rồi, thể hiện trang phục Nga qua các thời kỳ khác nhau. Hầu hết chúng hiện nay đều không được sử dụng trong đời sống hàng ngày, mà chỉ để trang trí hay mặc trong các lễ hội đặc biệt. Tuy vậy, chúng tôi vẫn luôn cố gắng gìn giữ để bảo tồn một nền văn hóa bản sắc và giàu truyền thống. Thưa quý vị, vừa qua SCC đã cho trình diễn thương hiệu nữ trang cao cấp SCC Diago tại Hội chợ Quốc tế Trang sức Việt Nam 2013. Bộ trang sức là sự kết hợp tinh tế giữa đá quý thiên nhiên, ruby, kim cương, sapphire và vàng. Tất cả các nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên tiêu chuẩn thuần khiết nhất định của đá quý và kim loại quý để tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và thanh sắc của người phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lấy cảm hứng từ sắc thái tươi mới, căng tràn nhựa sống của thiên nhiên, khi ngày mới bắt đầu, các bộ sưu tập sắc hoa màu nắng, ánh dương ngày mới, đón sương mai, sắc xuân, giọt nắng, được làm từ các viên đá thuần túy tự nhiên như sapphire, ruby, amethyst và vàng nguyên chất với các đường nét điêu khắc tinh xảo và sắc nét. Cùng với sự pha trộn màu sắc giữa các viên đá lấp lánh, những bộ sưu tập này đã làm toát lên vẻ đẹp tinh khôi, tươi mới, căng tràn nhựa sống của cây cỏ thiên nhiên vào buổi đầu ngày mới. Trước đây thì các doanh nghiệp chú trọng những cái mặt hàng phổ thông để đáp ứng được nhu cầu rộng lớn của thị trường. Nhưng lần này chúng tôi đưa ra cái dòng nữ trang cao cấp SCC Diagon, cũng như các doanh nghiệp khác cũng đưa những dòng cao cấp. Như vậy thì sẽ từng bước vươn ra được thế giới, và như vậy thì sẽ cạnh tranh được với những cái thương hiệu của khác và của thế giới cũng như khu vực mà trước đây họ đưa vào Việt Nam. Cảm xúc mùa thu và tình yêu của gió là những bộ sưu tập làm từ vàng trắng và những hạt kim cương li ti, mang lại những thiết kế trang nhã và thanh lịch cho bạn gái nét dịu dàng mềm mại. Qua những viên ngọc có kích thước lớn hơn nhưng được chạm trổ cầu kỳ, nét lấp lánh của những viên đá tự nhiên ánh vàng trong bộ sưu tập giọt nắng và hoa biển ánh lên nét đẹp rực rỡ của ánh nắng mai khi mặt trời tỏa nắng, tôn lên nét đẹp cá tính và tràn trề sức sống. Lấy cảm hứng từ mùa cuối năm, các bộ sưu tập vườn xuân, cánh bướm mùa thu và vườn tình được chế tác từ những viên ruby trong vắt. Óng ánh đã tái tạo lại hình ảnh của những quả dâu chín căng mọng, những cánh bướm bay lượn trong khu vườn tình ái mùa xuân, mang đến những hình ảnh về mong ước hạnh phúc của các đôi tình nhân khi mùa yêu đến.
cùng phong cách cá tính trong bộ sưu tập Giọt Sương Mai và Tuyết Châu lại mang nét đẹp bí ẩn và quyến rũ cho bộ sưu tập. Với các viên đá sapphire xanh đen cùng thiết kế đơn giản và phong cách cổ điển, Giọt Sương Mai và Tuyết Châu tạo nên sức thu hút mạnh mẽ từ mọi ánh nhìn. Tất cả bộ sưu tập trong dòng trang sức SGC Diego đã làm nên những tác phẩm nữ trang tinh tế và sang trọng, chạm đến và tôn vinh nét đẹp nữ tính, yêu kiều và thanh sắc của người phụ nữ bằng nhiều phong cách, lúc căng tràn nhựa sống, lúc dịu dàng, sang trọng, khi cá tính sôi nổi, khi lại sang trọng và tinh tế. Nét đẹp và sự tôn vinh từ trang sức không chỉ ở giá trị của kim hoàn, mà còn là những đường nét khắc họa và định vị thương hiệu kim hoàn của một quốc gia trong thị trường khu vực cũng như quốc tế. Thương hiệu SGC Diego là một trong những đại diện mở đầu cho dòng trang sức cao cấp ở nước ta để đánh dấu giá trị này. Thưa quý vị, lần đầu tiên tại Việt Nam, hai nhà thiết kế Minh Hạnh và Công Khanh đã mang những thiết kế của mình trình diễn trên sân khấu đường phố Lê Phụng Hiểu, Hà Nội. Buổi trình diễn thời trang này mang tên Những Thiên Thần Nước Ý diễn ra vào tối ngày 15 tháng 11 vừa qua tại lòng phố trước cửa ngôi nhà Ý. Show diễn thời trang này nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Đẹp và Tinh xảo, Tinh hoa Ý và Triển vọng Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Ý và Việt Nam. Đêm diễn Những Thiên Thần Nước Ý góp mặt của hai nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam là Minh Hạnh và Công Khanh. Đây là một hoạt động thời trang nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ý. Năm nay là năm thứ ba nhà thiết kế Minh Hạnh tham gia sự kiện này, nhưng năm nay đối với Công Khanh lại là sự kiện đầu tiên. Trao đổi với phóng viên trong buổi họp báo chiều hôm trước, Đại sứ Ý tại Việt Nam, ông Lorenzo Angeloni chia sẻ rằng sự kiện này mang một nét khác biệt rất lớn của show diễn là sự sáng tạo của các nhà thiết kế được khai thác một cách tối đa khi sàn diễn dành cho hai bộ sưu tập này sẽ được trình diễn trên đường phố Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, bên cạnh ngôi nhà Ý. Sự sáng tạo không biên giới, sự gặp gỡ văn hóa hai nước Việt Nam-Ý trong bộ sưu tập thời trang này là nền tảng động lực phát triển thời trang Việt Nam và là cầu nối cho những ý tưởng độc đáo gặp nhau. Giữa cái xe lạnh đầu mùa của Hà Nội trên con phố cổ, sàn catwalk được trang trí rất đẹp bởi hai hàng nến, chỗ ngồi rộng đủ để khách tham dự có thể chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của trang phục. Dưới hai hàng cây xà cừ ngả bóng thâm niên cùng với giai điệu réo rắt của nghệ sĩ Phó An My, đêm diễn đã được bắt đầu. Bộ sưu tập của Công Khanh gồm 30 mẫu thiết kế dựa trên hình ảnh những cổ vật thời phục hưng như áo giáp sắt, tranh phủ điêu và các lâu đài của Ý. Các trang phục được thể hiện bằng công nghệ in 3D trên nền vải lụa sa tanh của Việt Nam với gam màu trầm mặc tạo nên vẻ huyền bí nhưng không kém phần hiện đại. Anh chia sẻ cảm hứng cho bộ sưu tập này chính là chuyến đi Ý tháng trước. Bộ sưu tập lần này tôi muốn nói về một cái cảm xúc của tôi về nước Ý trong cái chuyến lưu diễn vừa rồi. Tôi bắt gặp được những cái họa tiết, những cái kỹ thuật kiến trúc và giác vàng trên những cái tòa nhà, những cái viện bảo tàng. Nó mang lại cho tôi một cái niềm cảm hứng mới để tôi đưa vào bộ sưu tập này với những cái món đồ trang sức, những cái vương miện, những cái áo tròn, những cái áo khoác được làm từ sắt, những chiếc áo giáp của những chiến binh La Mã thời xưa. Với những cái hoa văn đó, tôi đưa vào bộ trang phục mới nhất của mình. Với những cái gam màu mới và những cái cảm nhận mới qua cái kỹ thuật in để tôn vinh lên cái nét đẹp từ nước Ý.
trang phục của nhà thiết kế Công Khanh thì em có một cái cảm giác để rất là lộng lẫy, kiểu dáng ôm sát nhưng mà bay bổng nhẹ nhàng, nhưng cũng không có thiếu cái sự tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Nếu như nhà thiết kế Công Khanh dựa trên những hình ảnh cổ vật của thời phục hưng nước Ý tạo nên sự huyền bí, thì nhà thiết kế Minh Hạnh lại mang đến đêm diễn những biến hóa điêu luyện về thổ cẩm và kỹ thuật thêu 3D trên nền vải lanh thô của người dân tộc Hơ Mông, Hà Giang và những chất liệu quý giá khác của Việt Nam như da cá sấu tồn phát ở Củ Chi lần đầu được đưa vào sử dụng. Lần này thì tôi có 55 mẫu, kiểu dáng nó tự do hơn, phóng khoáng hơn và có một chút gì đó, nó những cái màu sắc nó rất là cổ điển và huyền bí. Đó chính là thể hiện một cái bản lĩnh của những cái người thiết kế của sự sáng tạo Việt Nam có thể đồng hành được với sự sáng tạo của một cái đất nước mà thời trang đã trở thành một cái kỹ nghệ, và cái sự mong muốn trong tương lai đó chính là làm sao thời trang Việt Nam được phát triển. Tôi không thể nói rằng là bằng họ được, nhưng mà chúng tôi giải quyết được những cái khó khăn rất là căn bản khi mà thời trang Việt Nam luôn luôn gặp những cái khó khăn về quan điểm. Những mẫu thiết kế của Minh Hạnh thấm đượm sự sáng tạo. Đây chính xác là bản hòa âm giữa nét hiện đại tươi mới với tinh hoa người Việt. Qua từng chất liệu, họa tiết, mẫu thiết kế đã khiến các cô gái của Minh Hạnh rạng rỡ và cuốn hút, dịu dàng và sang trọng, lịch lãm nhưng không hề mất đi bản sắc. Đây như là một lời tuyên ngôn của chị đối với nhịp sống gấp gáp của đô thị hiện đại. Khi thời trang thay đổi đến chóng mặt theo từng ngày, thì những tấm vải dệt thủ công của đồng bào người Mông, những hoa văn thổ cẩm, những gấm nhung lụa của Việt Nam vẫn là một lựa chọn đẳng cấp của người Việt. Bởi với chúng ta giờ đây, trên con đường hội nhập và phát triển, trang phục không còn là một trang phục chỉ để mặc che thân, mà còn là nhân cách, dáng hình của người đẹp Việt. Tất cả đã khác xưa rất nhiều.
Ồ, thật là tuyệt vời, rất là hạnh phúc vì ngày hôm nay tôi được chứng kiến, được xem cùng với bạn bè và khán giả ở đây một cái bộ sưu tập của nhà thiết kế Công Khanh và Minh Hạnh với nhan đề là Những Thiên Thần Nước Ý. Bây giờ về cảm xúc vẫn còn rất là nhiều. Tôi rất thích những bộ sưu tập của hai nhà thiết kế. Tôi nghĩ là hai bộ thời trang này, ngày hôm nay trình diễn này thì nó vừa mang bản sắc dân tộc và vẫn mang tính ứng dụng. Tôi rất thích, trong đấy có một vài bộ mà tôi rất là ưng ý. Tôi nghĩ là có thể sử dụng trong tất cả những cái sự kiện mà mang tính văn hóa, thậm chí là lịch sử. Và có thể là cho cả những cái người dân bình thường khi đi chơi, đi du lịch hoặc là tham gia những sự kiện đều có thể sử dụng được. Đấy là điều tuyệt vời và sự thành công của hai bộ sưu tập này. Chương trình còn có sự tham gia trình diễn của những người mẫu hàng đầu như Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Á hậu Hoàng Anh, người đẹp biển Nguyễn Thị Loan, Phước Hạnh, Thu Hà, Phương Liên. Còn những thiên thần nước Ý trong chương trình là những trẻ em người Ý đang sinh sống tại Việt Nam. Các em đã trình diễn những trang phục áo dài truyền thống Việt Nam trên nền nhạc đồng giao Ý qua tiếng đàn điêu luyện và cá tính của nghệ sĩ piano Phó An Ni. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ý, nằm trong chiến lược phát triển ngành thời trang Việt Nam qua học hỏi kinh nghiệm của những nước có nền công nghiệp thời trang hàng đầu thế giới và là sự kiện trong khuôn khổ chương trình Đẹp và Tinh xảo, Tinh hoa Ý và Triển vọng Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi khi gió heo may mùa thu báo hiệu một mùa đông lạnh giá sắp về, thì trong tủ quần áo của mỗi người đã có chất ngất những chiếc áo khoác lông, len, dạ, gió đủ kiểu để chống rét. Nhưng chắc chắn trong lòng người Việt, đặc biệt là người dân đất Hà Thành luống tuổi, không thể quên được hình ảnh những chiếc áo bông trần của các bà, các mẹ, các chị của một thời đáng nhớ. Thời gian trôi qua, nhưng có lẽ thời trang còn đi nhanh hơn cả dòng thời gian, bởi nó luôn biến đổi từng ngày, từng giờ. Nhưng bên cạnh những dòng chảy đó, vẫn có những sản phẩm thời trang để lại nhiều ấn tượng, nhiều hoài niệm trong lòng ai đó. Một trong những hoài niệm đó chính là những chiếc áo bông. Và trong câu chuyện áo khoác tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ nhà thiết kế Trịnh Thủy để khám phá về chiếc áo khoác bông trần. Luồn lách trong con ngõ nhỏ trên đường Trần Quý Cáp, chúng tôi tới thăm xưởng và cũng là tư gia của nhà thiết kế Trịnh Thủy, người nổi danh bởi những sản phẩm thời trang mang hình dáng Việt, đó là những chiếc áo bông trần. Tại đây, những chiếc áo khoác bông được bày treo la liệt, cả những cái đã hoàn thành lẫn những cái đang được làm dang dở. Chị đã chia sẻ với chúng tôi rằng, không biết có phải là cái ấn tượng về chiếc áo bông đã sờn vai, vân chéo nền xanh với những bông hoa vàng nhỏ li ti trong ký ức duy nhất còn đọng lại trong chị về trang phục thời thơ ấu của mình. Mà những hình ảnh đó, nó đã ảnh hưởng rất lớn trên con đường làm thiết kế thời trang của bản thân mình. Chiếc áo mà bông trần mà mình yêu thích thì thực ra thì đó cũng như là mình, nó là cái bản năng, nó là cái con người mình. Bởi vì mình khi mình sinh ra và lớn lên, lúc bé thì mình cũng đã được mẹ cho mặc những chiếc áo bông, thì mình cũng có cảm nhận được cái, vì lúc ý là cái thời kỳ bao cấp cũng đang rất còn khó khăn, thì mình cảm nhận được cái sự ấm áp mỗi khi mà được ai tặng hoặc ai cho hoặc mẹ cho mặc cái chiếc áo bông đó, thì mình vẫn còn có cái cảm giác cho đến tận bây giờ. Như và mình cũng có nghiên cứu về cái phần áo bông trần rất lâu, thì thấy rằng cái áo bông này ở Việt Nam mình khi mà cái thời còn khó khăn thì nó cũng là một trong những cái đại diện. Ví dụ người ta chỉ mặc áo dài, áo đơn, áo kép và khoác ở ngoài một chiếc áo bông, rất đơn giản vậy thôi, chứ không như bây giờ là quá nhiều các loại áo khác nhau, áo len các thứ. Nhưng mà thì mình thấy cái áo bông này nó là một cái áo rất truyền thống, nhưng một mặt là lại cũng rất tiện lợi và lại cũng mang nhiều hình ảnh Việt Nam. Chính vì thế là mình cũng muốn mang và muốn để lại cái hình ảnh áo bông và muốn tiếp tục phát triển qua từng năm tháng hoặc qua từng giai đoạn, thì là
cái áo bông này nó sẽ được thay đổi một chút hoặc là nó làm phù hợp với mọi người. Và mình nghĩ rằng tất nhiên là mọi người cũng sẽ yêu thích, là bởi vì cái tính chất của nó là rất ấm áp, dễ dùng và mềm mại, và nó rất là Á Đông. Ngoài Việt Nam của mình ra thì mình biết là cũng rất nhiều nước ngoài, người nước ngoài cũng yêu thích cái sản phẩm này. Áo bông là một sản phẩm có từ lâu đời, không ai nhớ rõ nó có từ niên đại xa xưa nào, chỉ biết rằng khi khai quật ngôi mộ cổ của một thái giám thời Lê Trịnh, thế kỷ thứ 17-18, đã phát hiện ra trang phục áo bông lụa, chứng tỏ đây cũng là một kiểu thức ăn mặc của quan lại trong mùa đông của Việt Nam xưa. Hợp mốt hay lạc điệu với áo bông trần, một cuộc khoán đổi chưa hề có trên sàn diễn thời trang, mà chỉ âm thầm có được như sự suy nghĩ của cô gái tìm mua áo bông trần tặng mẹ, như cố nhân hoặc bông trần giữa Paris. Đơn giản, nhà thiết kế đã tìm thấy một ân tình nào đó để chiếc áo bông trần biết buông giá rét, giữ lấy ấm áp, nhẹ nhàng và bình dị. Xưa, chiếc áo bông trần khoác lên cơ thể là để chắn gió mùa đông xứ nhiệt đới. Nay nó chia ngọt sẻ bùi với bao nhiêu con mắt du khách nước ngoài đến thăm thú cái làng có truyền thống quay tơ dệt lụa của Việt Nam. Có bao nhiêu mùa đông làm cửa ngõ cho áo bông trần ra đi khỏi bàn tay mây thêu thiện nghệ. Có bao nhiêu người khoác áo bông trần như một niềm kiêu hãnh của tình thương yêu, lòng tự tôn lao động. Vô số mùa đông, vô hạn suy tư của người trao người, khi cùng ý thức về phẩm giá một trang phục không chìm vào quên lãng giữa những cải biến thời trang bình dân hoặc thời thượng. Không chỉ là đồng phục mùa đông do may tay mà có, mà đó còn nhắc nhở về ý nghĩa bền vững gia phong qua một thiết kế tỉ mẩn về đường khâu nhưng quê mùa về chất liệu. Qua năm tháng đến nay, chiếc áo bông dường như bị quên lãng bởi dòng chảy của thời trang, và đặc biệt hơn nữa, trong nền kinh tế mở cửa, các hãng thời trang ngoại quốc đã ồ ạt xâm lấn thị trường Việt. Chiếc áo bông chỉ còn trong những hình ảnh của người xưa. Nhưng với Trịnh Thủy, đó có thể là cái duyên không thể dứt với chiếc áo bông ba lớp tưởng chừng như đơn giản. Nhưng qua nhiều năm tháng nghiên cứu, cái mà nhà thiết kế Trịnh Thủy thấy được qua sản phẩm áo bông là sự tinh tế. Một sản phẩm mang tính nghệ thuật rất cao từ cách kết cấu, cách may cắt, khâu đính, cho đến những chi tiết nhỏ như cái nút đặc biệt là cách xe chỉ luồn kim để kết chặt ba lớp vải không bị xô lệch bởi một sợi chỉ mong manh mà người ta thường gọi là nút trần bông. Cũng như tại những điểm nút trần này đã được cách điệu để tạo thành hoa văn trang trí như người xưa thường nói là trần hạt lựu, trần ô cờ, trần ô chám. Thật sự áo bông là một sản phẩm đậm tình cảm và làm mê đắm lòng người bởi sự công phu và tinh tế khéo léo của người làm. Cái áo bông khi nó có 3 lớp thì ở giữa nó là sẽ là một lớp bông. Thì cái lớp đó nó sẽ làm cho con người rất ấm áp. Và trong cùng thì đặc biệt là nó lại là lớp lụa. Thì lụa là một trong những, cũng là trong những cái sản phẩm mà được rất là ưa dùng. Và nó là một cái vải rất thân thiện với con người. Và ngoài ra thì mình lại có lớp ngoài. Thì lớp ngoài này thì mình có thể cách điệu cái lớp ngoài này theo năm tháng, theo thời đại, hoặc theo từng thời kỳ, hoặc là theo cái khuynh hướng của thế giới, để mình làm cái lớp ngoài này cho nó phù hợp. Cũng không nhất thiết là mình làm nó quá là cổ truyền. Thì là cũng với nhiều mục đích mặc của từng người và từng cái hoàn cảnh mặc thì tôi sẽ làm theo cái cách đó. Thì thường thì cũng chia thành ba cái cách làm. Thì đó là một cách là truyền thống, bởi vì là cũng vẫn còn rất nhiều người yêu cái hình ảnh cái áo bông trần truyền thống. Thế nhưng thực ra là mình có thay đổi phần trang trí họa tiết ở trên mặt ngoài. Còn phần thứ hai là mình có thể làm những chiếc áo bông về nó mang tính công nghiệp hơn. Ví dụ mình cũng có thể là để nó cũng vừa giảm chi phí, vừa để cho các cái tầng lớp có thể mặc. Ví dụ các bạn thanh niên thì cái áo đó nó cũng như là có thể trần bằng máy, nó cũng hiện đại và chất liệu của nó có thể thay đổi. Có thể nó không phải bằng nhung, nhưng nó phải bằng chất cô tông, cũng ấm áp
và nó cũng rất là thân thiện với con người, và bằng lụa, bằng gấm. Chính vì vậy thì cái áo bông trần thì nó lại đem lại được rất nhiều những hình ảnh khác nhau. So với thí dụ như là bạn mặc một cái áo jacket, thì cái jacket thì nó chỉ là một cái áo rất công nghiệp và ai ai cũng giống nhau. Nhưng vì là làm áo bông thì làm nhà thiết kế thì mình muốn làm cái hình ảnh áo bông, thứ nhất là nó có tính truyền thống và nó lại có cái nét Việt Nam của mình, của nước mình, và nó lại thay đổi được cái hình ảnh rất là đa dạng. Bên cạnh chiếc áo dài đã làm nên tên tuổi của Việt Nam với bạn bè quốc tế, thì sản phẩm áo bông chính là tinh hoa văn hóa mặc của người Việt Nam. Áo bông đã đi vào thơ ca nhạc họa như một biểu tượng lãng mạn của tình cảm con người. Nó rất giản đơn và gần gũi với cuộc sống mà nhà thơ Tú Xương thế kỷ thứ 19 đã đưa vào thơ tình nổi tiếng với nhan đề Áo bông che bạn. Nào ai có nhớ ai không, trời mưa một mảnh áo bông che đầu. Bên cạnh một chiếc áo jacket cồng kềnh là một chiếc áo bông mềm nhẹ, ấm áp, tinh tế, lại mang phong cách Việt. Chính vì thế, Trịnh Thủy đã chăn trở không ngừng có những ý tưởng mới đối với sản phẩm áo bông và chăn trở để sản phẩm giữ được văn hóa Việt nhưng mang lại tính hiện đại và thật gần gũi với mọi lứa tuổi. Thưa quý vị, làm ra một chiếc áo bông trần bằng đôi tay đòi hỏi tính công phu và khéo léo. Nhiều nhà thiết kế bên cạnh những kiểu cách mới, hiện đại, họ vẫn sáng tạo trên nền trang phục cũ để đưa những cái cũ hợp hơn với yêu cầu người mặc của thời nay. Với những chiếc áo bông đậm hình ảnh người phụ nữ Việt, ta chỉ có thể dùng trong 3 tháng cuối năm. Nhưng bằng chính những sáng tạo từ tâm huyết của mình, nhà thiết kế đã khiến con người ta không khỏi lúng túng trong việc lựa chọn những trang phục, giữ áo măng tô, khoác dạ, len cao cấp hay là chiếc áo bông trần. Và những hình ảnh thú vị vừa rồi của chiếc áo bông trần của nhà thiết kế Trịnh Thủy đã kết thúc chương trình 100 độ Fashion tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.